Xin chào tất cả anh em, thì mình là LTL đây, đẹp trai mã số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF NTN của mình nhá. Hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ thú vị luôn nha. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em đã yêu quý mình thì anh em có thể bấm ngay giúp mình một nút like nha. Mình thách thức anh em bấm được nút like đấy, mình khóa rồi, mình biết là anh em không bấm được đâu. Anh em đừng quên là đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 2 triệu sub nha. Và nhớ là xem thì quay để ủng hộ mình có tiền YouTube ăn mì tôm anh em ơi. Tháng này nói chung không có mì tôm ăn nên anh em đừng có tua nhá. Ok, thì hôm nay mình tiếp tục là làm tiếp cái series chính là tanh bo anh em ơi, để lấy top anh em ạ. Thì bình thường là mình chơi con nhân vật kiểu như Dimitri tanh bo, mình khá là yếu nha. Vì quyết định hôm nay mình sẽ tanh bo bằng Orion xem nó có mạnh hơn hay không nhá. Và kỹ năng mình mang theo đó chính là đây cho anh em xem luôn này. Đây, kỹ năng là Maxine này, Thor với cả Sonya anh em ơi. Và cộng thêm con bé hồ ly nữa để kiểu như mỗi lần cuốn máu anh em sẽ được tăng 10 HP anh em ạ. Và một cái lửa trại anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô trận luôn nha anh em ơi. Anh em nhớ đừng có tua đấy. Bây giờ mình sẽ vào trận. Ui, bi mới gì này, từ từ đợi anh em tí để xem vào bảo gì nhá. Alo, gì đây em ơi? Hello anh ơi, anh đang làm gì đây? À, anh đang chuẩn bị làm clip tanh bo bằng Orion đây này. Cái gì cơ, tanh bo á? Ừ. Hôm nay em không chơi cùng anh không biết là giờ anh tanh bo như thế nào nhở? Ui dồi, anh chùm tanh bo mấy em. Hôm nay anh mang Orion đi tanh bo, không cầm Dimitri nữa. Cái gì cơ, Orion á? Trời ơi, Orion mà anh cũng dùng. Dùng Dimitri đi, ai dùng Orion? Ui dồi, Dimitri yếu hơn Orion. Dimitri, kỹ năng của em có gì mà đòi so đánh với Orion? Anh đùa à? Trời ơi, Dimitri là em dùng từ khi mà OB41 tanh bo lại được rồi đấy. Em thấy là nó đã cực kỳ luôn. Hình như là con kỹ năng của em là nó hồi sinh đúng không? Đúng rồi anh, cái kỹ năng của anh là gì mà anh nghĩ là thắng được? Kỹ năng của anh á, bất tử, Orion bật lên là bất tử, chỉ cần có lấm thôi. Anh nghĩ là em bỏ Dimitri đi, dùng Orion đi. Trời ơi, là sắp ăn lại được Dimitri, anh kỳ nhở? Ok, thì bây giờ anh với em làm kèo solo tanh bo không? Chơi không? Ấy chà, tanh bo à? Ok anh luôn. Trời ơi, Orion của anh là sắp ăn được Dimitri. À, anh em thấy chưa? Thằng Subi nó khinh thường mình em ạ. Nếu như anh em nghĩ mà con Orion tanh bo khỏe hơn Dimitri thì anh em bấm like nha. Còn anh em nghĩ là Orion tanh bo yếu hơn Dimitri thì anh em tăng cái kênh anh em ơi, để xem liệu ai sẽ người giành chiến thắng nha. Bây giờ anh với em chơi luôn nha. Bây giờ anh tạo phòng anh em tanh bo luôn này. Ok, làm kèo 5 cây kim cương luôn đi anh. Ok, em đang thừa kim cương không biết làm gì. Được, anh mà thắng mà anh sẽ lấy kim cương anh tặng cho fan của anh. Bây giờ anh tạo luôn nhá. Ok anh, thắng làm sao được em. Ok anh em ơi, thì mình đã tạo phòng thành công nhanh em ơi. Thì bây giờ mình với Subi sẽ vào game để tanh bo nhanh em ơi. Thì mình để máu 500 anh em ạ. Đấy, thì không biết là liệu mình với Subi ai sẽ người chiến thắng đây. Em có bao nhiêu phần trăm là em sẽ thắng anh ở Subi? Chắc chắn là 99.99% rồi anh ơi. 1% là do em 0.1% là do em đi ăn thôi. Ok ok được. Bây giờ đợi cho bo nó thu nhá. Bây giờ anh em mình. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ đợi bo thu và mình với Subi chuẩn bị tanh bo anh em ơi. Trên ván đầu tiên là bọn mình sẽ tanh ở trên nóc sửa nha anh em. Ơi, bo về đằng này nè anh. Hên rồi anh em ơi, hên rồi. Bây giờ anh em chuẩn solo nhá. Em liệu có thắng okay, được anh ơi. Trời ơi, anh nghĩ sao đấy, Dimitri bá đạo nhất rồi. Orion nhìn ngáo người kia là sao mà thắng được. Ok ok, nói chung là quả này mình không mua lắm anh em ạ. Thôi chết rồi, quả kèo này mình nghĩ khả năng mình thua rất là cao anh em ơi. Ừ, nói chung là không sao nha. Orion cần nấm anh lại không muốn nấm. Thế thì càng tỷ lệ thua em càng cao rồi. Anh chấp thôi, anh bảo rồi kèo đầu anh chấp mà. Anh chấp nha, quả đầu tiên kèo đầu tiên là mình sẽ chấp Subi em. Mình không cần dùng kiểu như lấm nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ chỉ dùng cái này để tanh bo thôi anh em ạ. Nào, mình có cả lửa trại mà anh em ơi. Nên là, đây mình sẽ bật lửa trại lên. Thì để xem hồi đủ lấm hay không nha anh em ơi. Rồi, khả năng mình bật hơi sớm nha. Orion cần nấm anh không muốn nấm. Ngủ quá. Thôi không sao anh em cứ tin tưởng mình rồi. Orion được khởi động anh em ơi. Cuốn thôi. Cuốn thôi anh em ơi. Kèo cũng có lửa chạy nha. Ok được. Kèo quá căng rồi, anh em ơi. Em hết máu rồi. Bình tĩnh. Ui, Dimitri. Anh còn Orion cơ. Anh còn Orion cơ bật lên. Rồi để xem. Anh thắng. Trời ơi, cay quá anh em ơi. Sao em bảo rồi, Orion không bằng Dimitri đâu. Ok, kèo này thì bây giờ anh em mình sẽ leo lên cái lóc kia đi để quấn cho nó vui. Em đã bảo rồi, Orion nhìn không thắng được Dimitri đâu. Đấy anh em thấy chưa, Subi nó cứ khinh thường anh em ạ. Ván đầu tiên là mình nỗi game là mình nhầm, mình mất 100 máu nên mình mới bật nửa trại anh em ạ. Bây giờ thì không có đâu anh em ơi. Anh em cùng em xem mình đánh bo nhá. Ok, đợi bo đi em. Không biết bo ở đâu đây. Em đoán nó ở trên này không?
Không anh ơi, cái map này không bao giờ ở trên này đâu đấy. Ôi trời ơi, tôi lại xuống nhá. Thôi xuống thôi. Cày thế nhỉ. Cái này mất máu giờ. Yên tâm, bây giờ mất máu mới là đúng bài này. Ui, mai em mất đúng máu này. Ừ, để mình sẽ ra boa để mình à từ từ chứ chưa được anh em, bây giờ mình ra boa đốt máu là kiểu gì à? Cái máu lấm của mình nó cũng bị trừ nha, mà lấm bị trừ thì mình sẽ không ấy được anh em ơi. Không đây, gì lên đây thì anh. Ok ok, để anh lên, đợi tí. Anh em đoán kèo lại mình vì Subi ai sẽ người chiến thắng? Anh em thử comment cho mình biết à? Dễ quá, Subi chứ còn gì nữa. Không có đâu, anh em đừng kích thừa mình. Subi, oh. Dimitri là số 1. Ok, em chuẩn bị tinh thần đi. Ủa thì chết rồi, mình còn chưa làm sao để nó mất máu anh em ơi. Căng 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 căng. Xuống thứ hai, xuống thứ lại không lên được nữa. Ừ, để mình sẽ đứng ở viện này nha anh em ơi. Bây giờ mất máu là mình chạy vào là mình quấn luôn này anh em ơi. Ủa chết rồi, em lại đầy máu rồi. Ok ok, hay quá, bây giờ mình sẽ quấn luôn nha anh em ơi. Ui, em đốt sớm quá, rơi đầy máu rồi. Chưa quấn được anh em ạ. Để bây giờ quấn hợp lý này. Rồi. Trời ơi, bo vào rồi. Ôi, ai sẽ người chiến thắng đây anh em ơi. Rồi, bình tĩnh em ơi, mình sẽ căn chiêu để mình bật all in one anh em. Rồi. Ui, chết rồi. Rồi, ôi lâu. Ui. Ủa, mà em gần chết này. Ui, còn 50 máu thôi. Đại trưởng anh em ơi. Kiểu không cần anh em ạ. Dimitri hồi sinh đâu quá anh em ơi. Nhưng mà chắc là vừa xong mình nghĩ là mình nỗ lực anh em ạ. Mình sẽ cố gắng là mình sẽ lật kèo nha anh em ơi. Chẳng qua Dimitri vừa xong là mình hơi như vừa xong mình cũng không đật nửa chạy thôi anh em ạ. Sai lầm quá. Úi dồi, Orion cần lắm, anh không bật nửa chạy thì Orion phế rồi. Quên anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng, mình sẽ lật kèo cho anh em xem nha. Anh em đừng có khinh thường mình nha. 30 chưa phải là Tết đâu anh em ạ. Ok anh em ơi, thì bo quầy cũng đã thu vào rồi anh em ạ. Quả kèo này thì chắc chắn mình không thể quên, mình bật nửa chạy anh em ạ. Bởi vì mình bật nửa chạy anh thì Orion mới hồi 2 lần, vừa xong mình nỗi quá anh em ơi. Ok, quả này thì chắc chắn em sẽ thua anh. Bao nhiêu phần trăm anh cũng cá luôn. Anh tự tin thế sao? Ok, được rồi, chuẩn bị tinh thần đi anh em, chuẩn bị xem nha. Quả này mình mà thua thì mình xóa game này. Quấn rồi, không biết liệu có thắng hay không đây anh em ơi. Ok, cứ bình tĩnh anh em ơi. Nửa chạy từ từ, đấy bây giờ mình sẽ bật nửa chạy lên. Bật nửa chạy lên anh em ơi, bật nửa chạy lên. Bật one in one luôn, bật one in one. Ôi chết rồi, mình ấn em ơi. Ôi no, ôi no, vẫn bật được phần nữa. Rồi hay quá. Chết rồi. Bật được không, được, bật được không, vẫn bật được. Anh có Orion à. Ôi lâu. Ôi em không tí máu này, trời ơi. Không ba rồi anh em ơi. Trời, mình bật 3 lần Only One, chẳng qua phát đầu tiên mình bật Only One hơi lỗi anh em ạ. Thôi được rồi anh em ơi, mình không thể để lỗi nữa anh em ạ. Anh em cứ tin tưởng ở mình nhá. Ok anh em ơi, thì bo tiếp theo đã thu rồi nha anh em ơi. Và trận này mình đã kiếm được một bình siêu cấp anh em ạ. Không biết Subi có siêu cấp không nhỉ, em có không em? Em cũng có, đương nhiên là có rồi anh, mua được phải là mua luôn chứ. Ok, nhưng mà chắc chắn này em không thắng được anh đâu. Trình độ quần máu siêu cấp của em sẽ không nhanh mà anh đâu, em cứ tin tưởng anh. Ok anh em ơi, quần thôi. Mình sẽ quần máu siêu cấp đầu tiên anh em ơi. Anh em tin tưởng mình đi. Ui, chắc chắn là mình sẽ giành chiến thắng. Nào. Ui, hết máu rồi này. Hết máu à. Mình còn one on one với cả lửa chạy anh em ơi. Con lửa chạy. Rồi, mình sẽ bật lửa chạy lên. Thua rồi, chúng mình thua rồi anh em ơi. 3-1. Ui. Trời ơi. Không thể tin nổi. Em bật kỹ năng sớm quá. Anh biết ngay mà vừa xong chẳng qua em hên thôi. Không phải, tại vì là em tưởng cái bo nó thu vào rồi, em bật tự nhiên bật sớm mãi. Ok được rồi, tiếp tục nha anh em ơi. 30 chưa phải là Tết anh em ạ. Anh em cứ tin tưởng mình lật kèo cho anh em xem nhá. Ok anh em ơi, thì đây là giao đấu thứ tư anh em ạ. Bây giờ mình với Subi tiếp tục nha anh em ơi. Quả này em liệu có thắng được anh không đây? Chắc chắn là em thắng, không thua trận nào nữa. Ok được, em lại khinh thường anh rồi, vừa xong anh quấn nhầm thôi. Được rồi, để mình sẽ bo cho mất máu. Trời, mình hồi đây kìa. Toang rồi. Mình vừa chặn thôi anh em ơi. Anh em cứ tin tưởng là mình bình tĩnh, mình còn chưa dùng nửa chạm anh em. Bây giờ mình mới dùng, bây giờ mình dùng. Máu rồi. Được rồi, mình. Ủa sao lại đi chơi sớm với nhở? Ủa. 2-3 rồi anh em ơi. Subi không ở kỳ bồi sinh thôi anh em ạ. Subi bật kiểu như kỹ năng quá sớm anh em ơi. Ok không sao, nói chung là vừa xong là em chắc là em nhường anh, em khinh thường anh đúng không? Không, em căn chuẩn thế rồi vẫn bật nhầm là sao nhở? Ok được rồi. Ôi, coi thường đối thủ rồi. Anh em ơi, coi thường đối thủ là kiểu như mới đầu thắng mình 3 không anh em ơi. Coi thường mình em ạ. Bây giờ mình sẽ lật kèo cho anh em xem nhá. Ok anh em ơi, tiếp tục nha anh em ơi. Giao này là giao thứ 5 anh em ạ. Thì vừa xong mình đã lật kèo lên 2 giao nha anh em ơi. Do là Subi chủ quan anh em ạ. Thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ thắng nha anh em ơi. Lần này em đừng có chủ quan nữa nhá. Bây giờ lần này chắc chắn là 6-2 anh ơi. Ok nhá. Do em lỗi kỹ thuật xíu thôi. Quấn tôi. Nào, để xem lần này em có lỗi nữa không.
Bình tĩnh nha anh em ơi, mình mới qua một cái nửa chạy đấy anh em ạ. Rồi. Đây, Dimitri dễ bị bật này. Rồi. Toàn anh em ơi, Subi bật Dimitri rồi, bây giờ mình sẽ bật luôn này. Rồi anh em cứ tin tưởng mình. Ui, cứ tin tưởng mình. Cứ tin tưởng mình, cứ tin tưởng mình. Đốt phát cứ tin tưởng mình. Con nhà của em luôn. Ơ. Yeah, còn một máu nghe anh em ơi. Trời ơi, cái kỹ năng Orion của anh khắc chế cái Sonia của em ấy sợ em không được bất tử. Anh em ơi, Sime, anh Subi bất tử, anh thấy anh em bất tử một lần mà. Không, đáng lẽ là phải đứng lâu một xíu nhưng mà cái Orion của anh đốt phát chết luôn. Ừ đúng rồi, Orion của mình đứng gần đốt chết luôn anh em ạ. Nói chung là anh em thấy chưa, cực kỳ bá đạo luôn. Nếu bây giờ em không muốn chết thì em có thể chạy ra xa mà. Em chạy ra ngoài bộ. Ngoài em không đứng gần lại anh cái đầu, anh sẽ tránh xa anh. Ok, được, ok, lần này Subi sẽ bị tránh xa mình nhá. Ok, từ mình mua lắm anh ạ. Ok, mai của anh em vẫn mua kịp. Bây giờ lại tiếp tục đợi bùa anh em ơi. Nói chung là ấy thì nhanh anh em ạ, cuốn thì nhanh nhưng mà đợi bùa nó anh em ơi. Nên là đoạn này mình phải cắt đi anh em ạ. Ok anh em ơi, thì quả là mình sẽ tanh bùa ở dưới nha anh em ơi. Thì Subi không muốn đứng gần mình nha bạn. Nên mình sẽ quyết định tanh bùa ở dưới nhá. Em chuẩn bị xác định đi. Cuốn đi. Đấy, em đứng ở trên á, Orion anh của anh không làm được gì em luôn. Ok, được, anh em cứ tin tưởng mình nhá. Rồi ok, ôi cũng như mình có thắng rồi không đây, mình bật Orion luôn này anh em ơi. Em cũng bật Dimitri rồi. Bật lửa chạy, ôi tôi chết rồi, không kịp rồi, à đây may quá. Ui, ơ à. Ui, sống đây, hồi siêu ông đây, Ui, thắng nè. Thầy vãi hồ anh em ơi, 3-4 rồi kìa. Đấy, không đứng gần anh phát là em lại thắng luôn này. Ok anh em ơi, thì bo đang thu rồi anh em ạ. Quả là Subi chắc chắn là không, kiểu như không thoát được mình rồi anh em ơi. Chắc là phải đứng gần mình rồi. Ơ à. Không đứng gần anh đâu, em sẽ xuống bên dưới. Ba trời em ơi, Subi xuống bên dưới rồi anh em ạ. Mà vừa xong cái trận vừa xong rồi mình quên không cuốn siêu cấp anh em ơi. Trận vừa xong em có cuốn hay không đây? Tất nhiên là có rồi anh, có tại sao không dùng trời. Ba trời anh em ơi, đấy là lý do mình thua anh em ạ. Thì bây giờ không thể rồi anh em ơi, anh em cứ tin tưởng mình nhá. Chắc chắn là mình sẽ không thua được đâu. À, để lần này xem em mà thắng được thì anh quyết định tặng em 5k kim cương luôn. Uy tín chưa? Anh à. Chắc là em thắng rồi, anh nghĩ sao okay, vậy? Ok được, đừng có khinh thường anh. Anh không đứng gần anh nữa thì em có mẹo là thắng anh rồi. Rồi ok. Quấn thôi anh em ơi, quấn thôi. Rồi, không biết liệu mình có thắng rồi không đây. Giờ mình sẽ quấn vào máu là mình đây. Vứt nửa chạy ra luôn anh em ơi, mình sẽ quấn vào máu là rồi, mình vứt nửa hết chạy. Máu rồi. À hết máu à. Nào để xem em có thắng được anh không. Ui. Ơ kìa. Chưa gì mình chưa là bật 2 lần Orion mà Subi đã gục rồi anh em ạ. Đấy anh biết ngay hình mà như là do em nhảy từ trên xuống tao bị mất xíu máu rồi. Rồi ơi thôi em đừng có lý do nữa. Là bây giờ tiếp tục anh em ơi, 4-0 anh em. Bây giờ nói chung là hai con nhân vật này đang khá là ngang cơ đâu anh em ơi. Không biết là nhiều mình quá. Có thắng được không đây. Ok anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Quả kèo 4-0 anh em ạ. Không biết là ra là liệu mình có thắng hay không đây anh em ơi. Quả này lần này phải đứng cùng anh hả? Đúng rồi, quả này mình không có máu siêu cấp anh em, mình quên không mua, anh em có mua không đây? Tất nhiên là em có rồi anh. Được toàn rồi anh em ơi, thôi không sao anh em ơi, mình sẽ cố gắng nhá. Anh em cứ tin tưởng vào mình. Cũng mà tính ra đứng đây là vẫn dính Orion của anh rồi. Được, bình tĩnh. Ôi chết rồi, ấn nhầm, không sao anh em ơi. Ui. Tôi chết rồi. Ui chết. Thì mới có, ơi. Ui, vẫn có Dimitri. Bình tĩnh. Xuống đi, không có Dimitri. Vẫn có Dimitri nha. Xong rồi. Thái thua đây. Xong rồi. Ơi em thắng lại. 5-4 anh em ơi. Kéo căng thực sự anh em ạ. Ba trưởng. Ok anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Giao này mình mà thua thì là hỏng hình luôn anh em ạ. Ok quấn thôi anh em ơi. Anh em cứ tin tưởng mình, chắc chắn là mình sẽ không thua thôi anh em ạ. Nào. Chơi đi. Ui. Rồi bây giờ mình quấn máu siêu cấp anh em ạ. Rồi Subi cùng rồi. Bật Orion luôn anh em ơi, bật Orion luôn. Rồi, bật phát nữa. 5-0 rồi. Đây. Kìa. Kèo cuối cùng anh em ơi. Căng quá. Kèo là mình mà thua chết luôn anh em ạ. À. Ok, cố lên, quả là mình sẽ mua túi siêu cấp này anh em ơi. Rồi ok, em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kèo cuối anh em ơi, anh em dự đoán xem nhân vật nào sẽ là nhân vật tank bo khỏe hơn nhá. Hiện tại đang rất đều anh em ơi. Rồi ok, cứ bình tĩnh, đợi bo thu vào đi anh em ơi. Ok anh em ơi, thì đây là trận cuối cùng anh em ạ. Không biết liệu mình có thắng được không đây anh em ơi. Mình có máu siêu cấp các thứ đầy đủ. Em đứng bên này. Ok được. Ok mỗi người một bên anh em ơi. Anh em dự đoán xem mình với Subi ai sẽ là người chiến thắng ở kèo cuối này nhá. Anh em mà đoán đúng mình tặng anh em 2 cái kim cương nha anh em ơi. Rồi chuẩn bị đi em ơi. Tập trung anh em ạ. Ui. Quấn luôn. Rồi bình tĩnh em ơi. Ừ kìa. Rồi. Không đây. Mình bật nửa chạy lên luôn. Ôi Subi chết rồi kìa. Gì anh? Sao chết nhanh ấy em? Ủa kiểu như là nó không chịu hồi sinh cho em.
Vãi ơi. Dimitri đều quá. Có khi em bật sớm quá anh em ạ. Thôi anh em ơi, thì nói chung là kèo này mình thắng rồi. Thì em chuẩn bị làm 5 cái kim cương vào cho tài khoản. Anh em đưa cho anh 5 cái kim cương để anh tặng mọi người nhá. Trời ơi, ok, anh phải đợi em để em thu xếp, em sẽ đưa cho anh. Ok, bây giờ em tin con nhân vật Orion mạnh hơn Dimitri chưa? Không, em nghĩ là anh may mắn thôi chứ Dimitri vẫn bá đạo hơn nhiều. Ok, được rồi, thôi anh em ơi. Nói chung là thua thì không cãi anh em ạ, thắng thì anh em được quyền cãi mà anh em ơi. Ok anh em ơi, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả đã theo dõi đến đây nhá. Bye bye anh em nha.